tự do có được đôi khi phải trả bằng máu bằng xương. Tự do có được phải đổi bằng xiềng xích cùng không. Tự do có được vì những anh hùng hy sinh nằm xuống. Tự do chẳng có ai cho không. Độc lập không thể có khi khiếp nhược thờ ơ. Độc lập không thể có trong chế độ ban nước hại dân. Độc lập không thể có khi đã là cộng sản tan vỡ. Độc lập không thể cho không chân chờ gì nay cho. Muốn độc lập tự do phải đập tan phường bán nước. Muốn độc lập tự do phải tiêu diệt dân lăng. Độc lập tự do không nằm ní bàn xin. Độc lập tự do chẳng có ai cho không. Muốn độc lập tự do phải đập tan phường bán nước. Thank you.